Kỳ Lân Luxury trân trọng giới thiệu chiếc đồng hồ Vertu đính kim nổi bật với hình dáng là tấm khiên hình lục giác. Đi cùng với đó là bộ máy Thụy Sĩ lộ cơ automatic cực kỳ lôi cuốn và mạnh mẽ, hiển thị bên dưới lớp kính sapphire nguyên khối được bao bọc bởi khung vỏ thép titanium, tổng thể đem lại cho người dùng cảm giác thanh lịch và sang trọng. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.